Xin chào các khán giả đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Và trong video lần này chúng ta sẽ cùng so sánh đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5153 và mẫu Patek Philippe Calatrava 6000. Bộ sưu tập lâu đời nhất của Patek Philippe vẫn được sản xuất cho tới ngày hôm nay. Calatrava vẫn là tuyên ngôn hàng đầu cho những ai đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ Red Watch thanh lịch. Bộ sưu tập Calatrava được tung ra vào năm 1932, cùng năm đó thì gia đình Stern đã tiếp quản công ty Patek Philippe. Trải qua gần 90 năm tồn tại, có vô số biến thể của đồng hồ Calatrava được sản xuất, nhưng nhìn chung thì những mẫu đồng hồ này với bộ vỏ tròn vẫn duy trì nét đẹp lịch lãm. Giờ đây thì Gia Bảo Luxury sẽ đặt lên bàn cân và so sánh giữa hai mẫu đồng hồ của thời kỳ hiện tại, đó là mẫu Calatrava 5153 và 6000. Đầu tiên là sự khác biệt giữa ngoại hình của hai mẫu đồng hồ này. Đối với chiếc 5153, thương hiệu Patek cung cấp model mang tên Rep 5153 trong các chất liệu vàng hồng, vàng vàng và vàng trắng cùng với mặt số trắng hoặc là đen. Phiên bản 5153 có sẵn tại Gia Bảo Luxury được trang bị bộ vỏ vàng hồng, đi kèm là mặt số màu trắng với kích thước 38mm. Những chi tiết trên mặt số của phiên bản Rep 5153 đều giữ nguyên tính cổ điển. Các cọc chỉ giờ hay bộ kim trung tâm dáng dolphin đều được đánh bóng hoàn hảo, bắt sáng cực tốt. Thay thế vị trí cọc chỉ giờ góc 3 giờ là ô cửa sổ báo ngày. Tại phần trung tâm mặt số là hệ vân Glotch, đặc biệt được làm như những tia nắng mặt trời. Lật mặt đáy đồng hồ của mẫu 5153 thì cái mà chúng ta nhìn thấy là một nắp đáy trơn bóng bằng vàng. Mở mặt đáy thì sẽ thấy rõ được bộ máy đồng hồ dưới lớp kính sapphire. Chi tiết này hoàn hảo tuyên bố cho giới mộ điệu rằng Calatrava 5153 thuần nhất là một mẫu đồng hồ được thiết kế theo phong cách cổ điển truyền thống, một hơi thở từ những chiếc đồng hồ bỏ túi. Sự khác biệt giữa bộ máy cung cấp năng lượng cho hai mẫu đồng hồ 5153 và 6000 sẽ được đề cập trong phần sau của video. Nào hãy cùng xét về phần ngoại hình của 6000. Mẫu đồng hồ này được Patek Philippe tung ra vào năm 2008, thay thế cho model 5000 vốn được giới thiệu từ năm 1990. Phiên bản 6000 đầu tiên có lớp vỏ vàng trắng và mặt số đen, còn phiên bản vàng hồng, mặt số chocolate này đây, gia nhập vào thời gian sau đó. Patek Philippe Calatrava 6000 tương tự như Rep 5000 thì đều có mặt số được thiết kế theo một phong cách khác biệt, một hướng tiếp cận mang tính hiện đại hơn so với bất cứ model nào khác như là 5296 hay là 5153 được kể tới ở bên trên. Mẫu đồng hồ này có kim với hình ảnh mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ, kéo dài tới vòng tròn đếm 31 ngày tại rìa mặt số thay vì ô cửa sổ báo ngày như trên chiếc 5153. Những con số được sử dụng trên Calatrava 6000 đều thuộc dạng số Ả Rập và được in trên nền sơn trắng, đối lập hẳn với nền mặt số tối màu ở bên dưới. Cùng với bộ kim dáng Baden, thể thao là phong cách hiện lên rõ nét trong tổng thể thiết kế của mẫu đồng hồ này. Rõ ràng là nếu như đặt hai mẫu 5153 và 6000 sẽ gần như là chẳng thấy điểm chung nào ở đây cả, trừ sự có mặt của tên thương hiệu trên mặt số đồng hồ, mặc dù cả hai đều thuộc cùng một bộ sưu tập. Và ở phía đằng sau của mẫu đồng hồ 6000 là một mặt đáy sapphire trong suốt, tiết lộ ngay bộ máy cung cấp năng lượng ở bên dưới, điều mà chúng ta phải bật nắp thì mới hiện rõ nếu như ở trên thiết kế của 5153. Và bây giờ thì hãy cùng điểm đến sự khác biệt giữa bộ máy cung cấp năng lượng cho hai mẫu đồng hồ này. Cùng thuộc một đại gia đình, một bộ sưu tập, cùng có chức năng báo giờ, phút, giây và ngày. Thế nhưng mà 5153 và 6000 lại được trang bị bộ máy cung cấp năng lượng có sự khác biệt rõ rệt. 5153 được cung cấp năng lượng bởi bộ máy tự động Caliber 324SC. Đây là bộ máy có roto trung tâm cỡ lớn đã được trang bị bởi vân sọc đẹp mắt theo đúng truyền thống nhà Patek Philippe. Bộ máy này thì có hoạt động ở tần số 4GHz với khả năng chữ cod đạt 45 giờ đồng hồ. Bánh xe cân bằng Gyromax và dây tóc cân bằng Spiromax đã đảm bảo hoạt động mang tính chính xác của bộ máy tự động này. Còn đối với chiếc 6000, được cung cấp năng lượng từ bộ máy Caliber 240PSC, bộ máy nền tảng Caliber 240 sinh ra để đáp ứng nhu cầu cho một chiếc đồng hồ siêu mỏng, một xu hướng cạnh tranh giữa nhiều nhà chế tác kỳ cựu. Tạo ra năng lượng cho bộ máy này là roto khuy áo bằng vàng 22K được đặt lệch tâm. Roto này chỉ xoay duy nhất một hướng để giảm bớt ma sát có thể gặp phải nếu xoay hai chiều. Với mục đích giảm thiểu năng lượng tiêu thụ, thương hiệu Patek Philippe đã thiết lập tần số hoạt động của Caliper 240PSC còn 3GHz thay vì tần số 4GHz tiêu chuẩn.
Với bộ máy này thì mẫu đồng hồ Calatrava 6000 có thể vận hành trong vòng 48 giờ đồng hồ. Vậy sau khi đặt lên bàn cân, câu hỏi đặt ra rằng nên chọn Calatrava 5153 hay là 6000? Cần phải thẳng thắn nhìn nhận là giữa hai mẫu đồng hồ này thì vẫn có đặc điểm chung là bộ vỏ vàng khối, mặt số cá tính, dây đeo da và đi kèm một bộ máy tự động. Tuy nhiên thì 5153 có kích thước nhỉnh hơn một chút là 38mm khi mà 37mm là kích thước của 6000. Vẻ ngoài của 5153 thì sẽ mang nhiều yếu tố cổ điển hơn là mặt số của chiếc còn lại với những chữ số Ả Rập ở bên trên. Quyết định lựa chọn model nào trong cả hai thật sự là cũng không mấy dễ dàng và chắc hẳn là nó sẽ còn phụ thuộc vào thị hiếu của từng người. Hiện tại thì thương hiệu Patek Philippe đã dừng sản xuất hai model kể trên và chiếc 6000 đã được thay thế bởi chiếc 6006 trong kích thước 39mm, còn 5153 hiện thì không có dòng đồng hồ nào thay thế. May mắn thay là các model đồng hồ kể trên vẫn còn sẵn hàng tại thị trường thứ cấp với số lượng không mấy hạn chế và sẽ tiếp tục được đón nhận từ phía fan hâm mộ trong nhiều năm tiếp theo. Sau khi xem video ngày hôm nay thì không biết các khán giả của Gia Bảo Luxury cảm thấy hài lòng với mẫu đồng hồ nào hơn và khi đặt lên bàn cân như vậy thì bạn sẽ nghiêng về lựa chọn nào? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để cùng trao đổi cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.